Cho qua, chú cho qua. Rồi rồi về 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 đi về đi. Về đi về đi. Về đi đâu đây? Tiếp. Đi mua cho anh hơi nước đá về liền. Hả? Mua đá về liền. Thôi 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 đi vô về về. Nước đá rồi đi về mua lên. Nào đi đây ở đây có nước đá rồi đi. Đi. Về đi. Vô đi về về đã rồi đi mua sao? Đây bao nhiêu? Rồi rồi về. Có bán nhà nhá. Ờ ờ về đây về đây. Ủa mày ông lừa mình đấy ta. Thôi lại đi rồi, thôi lại đi rồi. À, xin chào cả nhà. Hôm nay Sơn Dũng tiếp tục đi quay trở lại gia đình nhà của bác Chín Em mà có hai người con bị tâm thần đó quý vị. Nhà bác Chín Em quê ở Cai Lầy, Tiền Giang. Và đồng hành với Sơn Dũng hôm nay vẫn là chị Tâm. Mình thường quân ở tận miền Bắc vào đây. Ơi, chào chú. Dạ. Rồi nghe nay cô đi bệnh viện về rồi phải không bác? Về rồi. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Ơi, chào cô. Dạ. Dạ. Cô nằm không này con ơi. Dạ hả? Ừ, cô bệnh nằm nghỉ mới về con. Ừ, rồi. Cô mới về khi nào? Không mới về ngày kia. Dạ hả? Nằm không không có ăn hồi nghỉ hổ. Dạ. 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 Kia thấy đi rồi. Lớn hơn anh là tên gì? Lớn là Kiệt, lớn. Kiệt. Kiệt đi rồi, Kiệt mới đi bộ ngoài kia rồi. Đi đâu con? Gặp ngoài đường á. Dạ. Nè. Rồi đi đá ở quậy ngồi trời giờ. À đi nước đá. Thì còn em đâu? Đây ra chị. Nó quậy cô nó quánh cô thôi, nãy giờ thôi tơi lả. Ơi. Cha. Wow, trời đẹp trai dữ vậy. Ồ cao dữ hả? Ủa ông này cao phải mét 8 quá. Em cao mét mấy? Mét 8. Mét 8 luôn hả? Dạ. Trời ơi. Ờ, cô ạ. Ừ. Trời ơi. Trời. Bữa giờ ngày đi nuôi mè phải không? Dạ. Ồ giỏi quá ta. Ngày nay đi mà ghé, em ghé đây mấy lần rồi. Mà họ họ không có em ở nhà. Dạ. Không có em với mẹ ở nhà. Con quay nó quậy nè, nhà cô mình vừa cô nãy nó quánh cô nãy mua xe tính dai nãy giờ. Quánh luôn. Lớn. Quậy quá. Trời. Bắt nhốt lại. Sao kỳ vậy? Con ăn bắt nhốt lại, để lát nó về con hãy thăm giùm nó không cô coi. Ừ. Nó hỏi nó nói xàm ơi, giờ nó chửi nó quánh cô thôi, nó gọi cô chạy không kịp luôn. Trời ơi, vậy là cô, nói, cô bệnh quá trời cô chạy không nổi mình. Dạ. Vậy hả? Nó ngồi con muốn mắc thở luôn ạ. À. Sao em không ra can? Nó không biết què gì can. Kiệt kiệt ra can. Chạy lên nữa chứ nó can gì con. Ừ. Trai vậy? Hả? Đẹp trai không? con người yêu chưa? Chưa luôn hả? À. Làm tung quanh nhà cửa đó. À, em là tên Chiếm không? Dạ. À, Chiếm này là nhiêu tuổi Chiếm? Dạ 29 tuổi. 29 ha. Dạ. À, hồi xưa em học đến lớp mấy rồi? Học lớp tới lớp 4 rồi nghỉ à. Lớp 4 nghỉ à? Lớp 4 nghỉ à con? Dạ 3 4 rồi con. Vậy hả? Mới biết viết thì đọc rồi. Xong rồi mới biết viết rồi sao? Mình đồng kinh cái giật đã cái đi nằm viện với qua tâm thần luôn. Vậy hả? Ừ, giật tiếc thì qua vậy. Ừ. Giờ anh đến đây để giúp gia đình mình em có đồng ý không? Đồng ý ha. Dạ. Ờ rồi, có gì anh có hỏi gì em ra trò chuyện với anh nhé. Dạ, dạ. Ừ rồi rồi vậy thì ấy để qua nhà cửa chưa quét dọn hết trơn nè trời con ơi, ổng thương gái vô nó hưởng nó quét cho một ngày rồi giờ vậy nữa rồi đó, nó đâu có làm được con, nó xả thêm nữa con quét đi này, rồi con về chút xíu làm nữa hả. Cái này lấy khẩu trang mà ấy chị, lấy khẩu trang mà đeo mới được con ơi, có bè, con, cô, em ông này làm này là ông hả em à, cái này là em ha. Dạ cái đó à. À đây là em hồi nhỏ ha, đẹp trai dữ vậy hả. Dạ dạ. À, hồi nhỏ đẹp trai mà giờ cũng đẹp trai nè. Dạ hồi đó nó cũng bệnh rồi đó, người ta chụp hình nó mà bẹt nó lại chụp rồi. Dạ. Nó bệnh vậy đó, lớn nó cùng cùng nó vẽ mít mắt nhỏ cây nó châm. Hả? Ai vẽ gì nè? Kiệt đó con. Dạ.
Còn đây là trời ơi, làm gì bóng đốt nhau không găm đây trời. Kiệt phải không? Kiệt làm phải không? Kiệt chứ bà có bên nước chứ. Nhà cửa quá trời dơ. Cô vợ không nổi, con mệt tôi đi ngồi vậy không nổi luôn. Trời ơi, cái này ông găm nham tùm lum hết chỗ này hết chỗ kia nè. Ông cũng đóng tên á, mà nói đâu có được. Mà nhà thấy bước nó ghê luôn, cô nãy vậy tôi nói nhà cửa quá trời luôn rồi. Cô vợ không nổi. Có nói, con nghe nói cô bị bệnh bệnh phổi phải không? Ừ, cô bị phổi. Dạ, bị lao phổi. Lao phổi nó qua máu rồi. Dạ, cô lao phổi mà trong lúc đó nhà lao phổi mà nhà phải sạch sẽ. Sạch sẽ mà giờ. Chứ còn mà nhà đế này là càng bệnh phổi nó càng ảnh hưởng nữa. Ở vậy chết được nhé, tụi con nó chết cho bỏ cho nó ăn, còn mấy cô nhốt nó lại chứ để nó vậy nó quấy quậy quá chứ không nổi. Nó ăn đâu dục đó đó. Chim ơi. Chim đi rồi chứ dạ, chú ơi. Chim ơi, dẹp bình. Dạ? Dẹp bình để gớt bể. Dẹp bình để gớt bể. Dẹp bình ha. Làm gì để gớt luôn coi. Rót rót nước nữa không? Làm miếng nước đấy ha. Ủa hết nước rồi. Con có lại phải không? Dạ, con lại mấy lần rồi. Hai lần hả? Dạ, hai lần rồi mà cô không có ở nhà. Cô không có nhà. Vậy là con đấy ha. Dạ, con là con cho tiền mấy lần rồi đó. Cô gì hay Mai bên ấy đó, cô nó nói gì? Chị. Con Mai, chị Mai. Mai. Em của gì ạ? À? Dạ. Em của con của cô của gì ạ? À? Dạ. Trời ơi mà. Dạ. Cô cái hình này là hình quay đấy cô. Hình nhỏ cháu con của gì nó cho đó con ơi. Nhỏ cháu hả? Dạ. Về mà ông không bữa ông. Con miên nhỏ con miên. Rồi lên rồi. Ôi nó miên. Về mà không bữa ông nói ông chiếm ông nói là ghê ổng. Ừ, khùng nó bảy bạn biết gì đâu. Khùng nó. Ghê nó có con ghê nó bệnh từ mấy tuổi nay bị giết nó không biết là ghẹo ai đâu ghê. Hồi đó chiếm có đi bộ đội à cô? Chiếm mà sao có con nhảy chiếm đi bệnh 14 tuổi này. Vậy sao có cái hình đi bộ đội đây nè? Không có, đâu có đi bộ đội. Đây là hình bên kia, hình kia. Hình cái này cháu nó chụp tại làm vậy chứ đâu phải bộ đội. À vậy hả? Ừ, đứa cháu con nội con dì ba nó đó. Mà nó chụp đứng cầm kiểu chơi. Dạ, dạ. Không có bộ đội con. Nhỏ con gái. Ừ, rồi thôi để đi chị Tâm chị quét nhà xong nữa. Ừ, chị Tâm quét nhà xong nữa rồi mình nói chuyện tiếp ha. Ôi dạ. Châu, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Nhớ tên này không? Có qua nhớ không? Tên gì, tên gì? Mai Dũng. Hả? Mai Dũng, Dũng. À Dũng, rồi đúng rồi. Ủa này. Tỉnh chưa, tỉnh chưa? Ông này bữa dục rồi, còn mặc vô chứ nữa không nổi. Ông gió, gió. Để mai mốt anh mua cho áo gió. Cởi đi, cởi bỏ đi. Cởi bỏ này nè, hôm nay đưa áo tới cho nè, ông mới không nè. Rồi rồi, nhưng mà... Rồi để đi vô cởi áo nó ra cái nè. Bữa nó bữa con cởi rồi đó, con cởi con đem quên đấy, con nói để đó chút là đem dục mà quên đấy. À hôm bữa để đó rồi quên. Rồi rồi. Ờ hôm bữa cởi ra đến 7 cái áo con người luôn á. Bảy cái con người luôn. À, xin thưa cả nhà, thưa quý vị, ngày hôm nay thì xin dục trở lại thăm hoàn cảnh của gia đình của bác Kinh Em với cô là cô Năm Nhẹ. Cô Năm Nhẹ, dạ. Gia đình thì rất là hoàn cảnh, rất là đáng thương. Một căn nhà ở tại ở mình đây là ấp 8 xã Bình Nam. Ấp 8 xã Mỹ Thành Nam, huyện Cái Lầy, tỉnh Tiền Giang quý vị ạ. Thì một hoàn cảnh mà khi mà hai bác tuổi đã lớn, trong lúc đó bản thân cô Năm đây thì là bị lao phổi. Người chồng của cô thì là bác Kinh Em thì bị tai biến nằm một chỗ cũng được 3-4 năm nay rồi. Còn hai đứa con thì đang bị vấn đề về thần kinh, tâm thần phân liệt. Hiện tại bây giờ đang sống phụ thuộc vào những cái sự trợ cấp của nhà nước. Yeah, mỗi tháng những mỗi người 400 mấy ngàn nha cô ha. Yeah, yeah. Và ngày hôm nay thì con cũng đỡ, con có một chút quà. Giúp đỡ trợ duyên cho gia đình mình, nhà của một số mình thường quân mà con đưa lên. Dạ. Đây là cái phần quà này nè. Phần quà này là của chị Mẫn, một mình thường quân ở quận 8 gửi về cho gia đình mình. Đây là những bộ áo quần cho hai anh em. Dạ. Có một hộp cá mòi này nè. Dạ. Với những bộ áo quần đây, là cô chị còn gửi kèm thêm 1 triệu nữa để cho gia đình mình ăn Tết. Dạ. Trời, những quả quần này. Kiệt thích bộ nào không? Kiệt thích bộ nào?
cái bộ nào đấy coi. À, hai người thì người gái, hai người một cái quần. Rồi. Ở đây hai cái áo người gái muốn cái nào? Cái này hả? Rồi cái này để cho anh ha. Ừ, rồi để cho anh. Đó. Ông ơi. Bạn đến ha. Áo đó cũ lắm rồi đó. Ừ, thay đi. Thay vô luôn đi. Ừ. Thay vô có đẹp không? Kia gấp 5-8 lần không? Hả? Ông nói hỏi ông tắm đi, ông nói không tắm, nói sao lạnh. Để kêu vậy khi nào tắm ông nói tớ tắm. Yeah. Wow, đẹp chưa? Kia kêu tắm thì nó không tắm này gấp 5-8 lần. Tớ tắm rồi. Em thì em Kiệt thì sao? Kiệt có hay tắm không? Em cũng hay tắm. Hay chiếm. À, này chiếm ha. Chiếm, kia là Kiệt, đi chiếm. Mày tắm hoài à. Mày ngồi nó nóng lắm, mày tắm tối ngày, kia cũng tắm. Ờ hả? Ừ, nó tặng ngủ tặng không. Vậy là hai anh em một người có hai khác nhau. Một người thì lạnh tắm tối ngày. Người này thì nóng là, kia lạnh thì mình chấp 5-8 lần. Chấp 5-8 lần. Dạ, ổng nói chấp 5-8 lần đó. Còn em đây thì tắm hoài. Tắm thường xuyên. Tắm thường xuyên. Ngày tắm mấy lần? Hai lần. Hai lần. Dạ hả? Phi cũng tắm được không? Dạ hả? Nó lạnh, nó nóng dữ lắm. Ừ. Nóng bụng nữa. Nhìn lên nó thoải mái, nhìn xuống chi. À. Nhìn luôn để quay phim cho nó đẹp. Em biết vì sao mà anh quay phim này cho em không? Không biết hả? À, thứ nhất là anh quay để cho một số thầy á, họ biết để mình sao để họ giúp đỡ mình. Thấy không? Chứ không sao đâu ha. Cứ nhìn lên cho thoải mái tự. Đó, nhìn lên mà đẹp trai mà. Đẹp trai biết đâu khi em đưa quay phim em đưa lên á có cô gái nào đó họ lòng thương, họ thương mình sao? Em muốn có vợ không? Muốn ha. Ngày xưa hồi nhỏ giờ đã quen ai chưa? Chưa quen. Chưa quen ai hả? À. Không biết gì đâu ghẹo quen. Tôi thấy gái đâu có kẹo, đâu dám nói chuyện. Ừ. Dạ. Yeah. Lúc nhà không biết chơi đâu trơn, đâu nó biết chơi chơi. Nằm vợ, ăn nằm vậy đó. Dạ. Yeah. Nghe nói hồi xưa là, có bị bàn á, quấn lộn với bàn cái đấy. Quấn tét ở đâu nè. Quấn tét được luôn hả? Đúng rồi con. Tét đường mai nè. Đi học có con hồi 14 tuổi đó. Quá không biết cái thước rồi, tét được. Ồ, vậy hả? Cái này chảy quá, chảy. Chảy máu, ngập mặt luôn. Dạ hả? Cái mai lại rồi đâu có đi vào chung ti đâu, uống thuốc hết thì đi bỏ luôn. À. Qua nhức đầu, động kinh giật luôn. Dạ. Giật khí, cái tâm thần cũng đẹp. Mà hồi đó bệnh á thì bệnh trước hay là ấy trước con? Quánh dự sao để nó giật hả? Quánh không là từ trước đó là bị bệnh chứ hay là bệnh mình trước? Không, bệnh mình chưa có bệnh hung. Rồi cái quánh dự sao để giật dữ trận. Dạ hả? Giật quá, để giật luôn. Đi nằm với kho, đã đi giật khí, cái kho nó chấn động thần kinh giật chạy, chỉ một tâm thần. Chỉ tâm thần là một tâm thần, bị tâm thần luôn, động kinh giật đầu, tâm thần cũng giật thấy mình giật tê. Dạ. Bệnh như giật tự phục luôn. Đó rồi Kiệt. Kiệt ơi. Kiệt ơi. Cô ngồi đấy, cô chạy cánh dài sao vậy? Để ra chút nữa con tới nó chuyển sang. Dạ. Thì thưa cô là ngày hôm nay thì đó như con ghé thăm gia đình mình á thì con cũng có gửi quà của quân cho gia đình mình. Rồi cũng gửi một số tiền mà mình cũng gửi về cho cô nữa, giúp cho gia đình mình trong lúc khó khăn này, lúc mà bệnh hoạn vậy á. Dạ, rồi cũng hỗ trợ cho cô một chút để mà ăn Tết. Dạ. Như là kiểu này là con nói là cái phần quà này của chị Mẫn ở quận 8. Ừ. Chị Tâm giỏi quá vậy. Đây. Chà, chị Tâm quét nhà, chùi nhà cho luôn. Có cái ấy không? Không có cái hoa sát. Không có. À. Cái này đẩy cho xả nước vô mà ấy luôn nè. Cái này vứt đi nhá. Ừ, bỏ đi. Bỏ đi. Nó quần này cái gì? Vứt đi. Bình lắm. Bỏ đi, em cho cái đồ mới. Để rồi còn cho đồ mới đẹp hơn, nghe không? Ủa nhưng mà vừa rồi anh nghe nói làm sao em là quấn mè à? Không cho thấy. Hả? Hả?
Sao quên mày biết không? Không cho thấy nữa. Không cho thấy hả? Không cho thấy. Hả? Không cho thấy nữa. Không cho thấy nữa hả? Mẹ không cho. Ừ. Quên mẹ tôi. Hiểu không? Mẹ mình mà sao quên? Em mà quên nữa là công an họ bắt á. Không được quên nữa nghe chưa? Ừ. Nghe chưa? Quên nữa là công an họ vô họ bắt á. Hoài chết, tôi cũng chết chứ không nổi nó được. Cô bánh, bánh nãy tới cái bây giờ còn đau. Mà phải có gạo nó đau, tự nhiên nên nó bánh cô. Cái này phải bỏ. Bỏ nước vô mới được. Dạ. Dùng nước hả? Dùng nước nè, nước cam nè. Dùng bánh cô, tao chết tao bỏ, tại vì biết tăng mày cho tao bánh hoài. Ra đây Chiếm ơi. Chiếm ra đây Chiếm. Chiếm, Kiệt, ra đây Kiệt. Chiếm à. Kêu ba ra đây nè. Kêu Kiệt cho Chiếm ra đây nè. Em đang không ra, để con ra. Không ra con. Em đang không ra lại. Thì bây giờ con gửi cho cô số tiền mà mạnh thường quân gửi thông qua con lại gửi cho gia đình mình đó cô. Dạ. Một triệu này thì của đó như con nói đó, phần quà này của chị Mộng ở quận 8 mà 1 triệu đồng kèm thêm 1 triệu đồng. Dạ. 2 triệu này ở đây là 2 triệu, 2 triệu này là của sư cô dược xin được giấu tên ở Bình Chánh Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, sư cô ở quận Bình quận ở Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cô xin được giấu tên. Dạ. Cũng là lời thành cảm ơn cô nhiều lắm vì giúp đỡ cô gia đình cô bệnh hoạn này kia. Dạ. Cũng nhờ về giúp đỡ cô có tiền mua thuốc men hay có. Thế thôi cô cũng chết gia đình rất giàu quá đi. Dạ. Rồi, 500 này là của chị đang quét nhà dọn nhà chùa nhà của mình đóng ạ, của chị Tâm. Dạ, đang hỗ trợ đó. Dạ. Chị Tâm. Dạ. Tâm mới nhiều. Qua năm. Dạ, 500 ngàn này là của cô ba con ở Gò Công á. Dạ, gửi cho cô. Cô cảm ơn cô ba nhiều lắm. Dạ. Cô không biết nói gì hơn hết. Dạ. Cô cảm ơn nhiều. Dạ. 500 ngàn này là của chị Ngọc Bình, quê ở Bến Tre. Dạ, mà chị là một Việt kiều Mỹ, mới về quê ăn Tết thì cũng có gửi cho mình 500 ngàn. Dạ. Cảm ơn nhiều, cô thấy như vậy thì cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Cho cô. Dạ, còn 500 này là của cô ba. Cô ba này quê cô là Việt kiều Canada, cô quê ở dưới Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Cảm ơn cô ba rất nhiều. Yeah. Giúp đỡ cho tôi gia đình tôi có tiền nữa. Yeah. Cho gia đình thức ăn. Cảm ơn cô ba nhiều lắm. Dạ. Yeah. Rồi cô kiểm tra là tổng là tiền hôm nay cô nhận là được bao nhiêu? Cô biết là cô đếm giùm con. Dạ. Dạ. Kia thôi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, rồi 5 triệu. Dạ. 5 triệu. Là của chị Mẫn một triệu nè, chị Mẫn ở quận 8 một triệu nè, sư cô ở Bình Chánh 2 triệu đó là 3 triệu nè, của chị Tông 500 là 3 triệu rưỡi nè, của cô ba con ở Gò Công 500 nữa là 4 triệu nè, của chị Bình ở Bến Tre 500 và của cô ba ở Canada 500 nữa. Dạ, là tổng cộng là 5 triệu. Cảm ơn tất cả hết, dừng hết. Cô cũng biết nói gì hơn hết. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm.
Dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn con nhiều lắm, con giúp đỡ cho cô. Nghiệp thì khổ chứ cũng tới đây kèm giúp đỡ cho cô. Ừ, dạ, nói gì cô ạ? Đó thì hoàn cảnh cô thì nghèo khó, thực sự. Thì con tìm hiểu mà đúng như vậy thì con sẽ kêu gọi giúp đỡ thôi. Nhà còn còn mà nếu như mà hoàn cảnh thì con giúp được cho đúng người, đúng hoàn cảnh như vậy. Dạ. Dạ. Em là Chiếm hả? Dạ. Chiếm, em hôm nay mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình mình như vậy đó, em có gửi lời gì không? Dạ, rất cảm ơn. À, dạ. Cảm ơn ai? Mạnh Thường Quân đã giúp cho em. À, đúng rồi. Em có cảm thấy là có vui không khi mà Mạnh Thường Quân giúp cho gia đình mình cái lúc mà khó khăn và lúc mà đang gần Tết như thế này? Dạ, vui. À ha. Dạ. Con thấy hình như là trong hai anh em á thì nó có sự đối nghịch, và hình như thấy Chiếm này rất là thương mẹ phải không? Thương mẹ đó. Dạ. Thương mẹ thì cũng có khi lên cơn cũng nạt nộ. À thì đúng rồi, cái lúc mà đó thì bình thì lúc đó thì ngấy, nhưng mà bình thường. Ít quấn cô, thằng lớn quấn hoài. À. Dạ. Yeah. Quấn cô hoài thì sáng rồi chém cô. Nữa. Trời trời. Lắm, cái thằng này nó ở nó cũng nạt nộ mà đến ít quấn. Chứ lúc nó bị vấn đề về nó ấy mà động kinh, nhà động kinh tâm thần nó không được ổn định á, nó không quá nó mệt hoài, nằm viện hoài đó con, nó mệt hoài nhằm, nhà mệt hoài nó không kiểm soát được thì như vậy. Ừ. Em mong muốn điều gì nhất trong năm mới Chiếm? Cho may mắn. Cho may mắn. À, cho nhà may mắn cho ai? Cho em, cho má. Cho má. À, cho gia đình mình phải không? À, cho may mắn với là cho mong cho hết bệnh không? Dạ hết bệnh. À. Dạ. Chúc cho con được ăn Tết vui vẻ rồi đều may mắn hết. Dạ. Đi cứu người. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Nghiệp lặn lội đi cứu cô vậy. Dạ. Biết ơn nào ơn ơn được. Em có biết nấu cơm không? Dạ biết. Biết hả? Biết gì con mà cháu cô đi không nổi, kêu nấu này cháu như chấm heo rồi cứ búp thì cứ ăn cho khỏe. Yeah. Không được rồi tơ. Nhìn lên có gì đâu mà nhìn xuống. Nhìn lên cho vui. Trời ơi cao đẹp trai dữ dằn luôn á, mà như diễn viên điện ảnh luôn á. Cao dữ à. Này giống ai cô mà cao dữ vậy? Giống ai, giống mấy cô hay gì con. Vậy hả? Chà. Dạ. Chú biết mà. Dạ. 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 Đi coi chừng té nha. Nghe Chiếm. Dạ. Cha. Nay có đồng hồ mới hay sao vậy ta? Có dòng này mới nè. Ra lấy bộ áo quần vô cho kìa. Cho mượn vòng. À nghe nó dòng đó cho mượn. Cái vòng đẹp này đi. Cái vòng đẹp này nè. Cho mượn cái nhá. Thôi cái này vậy nhá. Dễ gì. Thôi cái này đi. Để nhiều để làm gì? Để nhiều để làm gì? Để khi ai cần cho mượn. Hả? Chị mượn nhà mượn nè. Hả? Tôi cho lấy à? Ai cần cho mượn à, một bộ thôi. Bộ đó cầm đoạn kia. Kia của em nè. Nè tặng cho em nè. Đứng vô đây cho anh chụp tấm hình coi. Nhìn lên này nè. Nhìn lên cười coi. Cười đẹp trai coi. Chiếm. Yeah. Chiếm. Đó. Ồ, đẹp trai quá trời luôn.
Thôi. Trong vườn xong vừa buồn đi còn đúng là áo mấy chục cái vẫn ngất nhỉ. Ừ. Ừ chơi chơi chơi. Đấy. Đúng không? Ừ. Dạ. Chơi áo quần quá trời luôn. Mà hư hết trơn à. Hư chân ha. Dạ. Ừ. Thôi vậy lau trong mặt. Dạ. Thôi vậy không khó, lau nhà ở cửa. Mệt hả? Mẹ không cho thấy nữa. Không thấy gì? Không cho thấy gì? Không cho thấy gì. Không cho thấy hả? Ồ, tội nghiệp vậy. Uống nước đi, uống nước cam. Ừ. Mới mua về nè. Ừ. Ừ, uống uống đi. Mới uống xong. Trời ơi, hút thuốc quá trời luôn. Hút quá trời luôn. Gỏi hả? Gỏi gà hay gỏi gì vậy? Gỏi gà. Ừ. Ra ngoài kia ngồi cho nó mát. Chấm ra ngoài kia ngồi đi. Đi qua ngồi cho chị dọn dẹp nhà ấy kìa. Ra đi. Đi. Ra ngoài đi. Cứ nói tào lao gì mà anh cho thấy, anh cho thấy làm sao? Hử? Không ăn uống à? Không, ăn 2-3 ngày không ăn. Trời ơi, 2-3 ngày anh ăn sao khỏe ấy được? Không ăn thì hốt thuốc, lỗ thuốc vậy đó. Oh. Uống nước vậy. Không ăn gì tơ. Không thuốc, uống nước không chứ không làm cái gì. Xong rồi ngồi đi. Ôi, cái gì trong gầm ghế vậy? Đâu đâu, kia. Đâu? Không, kêu. Ừ. Kêu lấy cái gì trong gầm ghế vậy? Cái vòng thì sao ấy, đứng lên mới lấy được chứ. Kìa cái vòng đẹp quá, cho vòng ghế kìa. Đấy, đấy, kia đứng hẳn đây mới nhìn thấy. Đây, đây trong vòng ghế có cái vòng, ôi cái vòng đẹp này à. Vòng nó mà không chịu lấy mà vòng đeo. Vòng đẹp thế. Chương hơi quá. Cho nước à. Nước kìa, rót nước cho ba kìa. Đây. Nay nấu nấu. Ơi, ơi. Nấu gì tùm lum vậy? Nãy cô kia lại cho cái thịt rồi nó mất trắng nhỏ nhắm kho bảy kho bại vậy đó. Đổ nước vô kho thì lên. Trời ơi, kho mà còn gì mà còn lông còn lá gì quá trời nè. Tôi lấy cạo dài kho cho kệ mà nó đi gọi nước kho vậy đó. Nè hả? Nó có rửa không? Nó rửa, kho dặn gì mà cứ rửa. Kìa. Nhỏ chứ lớn làm được. À. Nhỏ sắc ra nó gọi làm được. Rồi. Bà kia cái thịt nó cho đó. Dạ. Nó ra nó bỏ làm vậy chứ cô mệt chứ cô mời đâu nổi đâu làm. Ừ, dạ. Cô đi cạo lông sạch, cạo da sạch sắc, con gọi làm vậy cái ghê vậy đó. Kiệt ơi. Kiệt ơi, đúng rồi ăn con. Kiệt ơi. Cho cái nước hả? Nó có ai cho bụng kia nó. Kiệt. Còn đây là kia đây là kiệt chứ. Kiệt nè. Kiệt. Kia là Chiếm. Yeah. Yeah, kia là Huyền Thanh Chiếm. Ôi cái chết rồi, thuốc bọc thuốc ở dưới gầm này. Nhặt bọc thuốc lên kìa. Ôi. Có cái bọc thuốc kìa. Thôi để tôi để ra cho để chùi này, chùi nhà này. Rồi đứng dậy nó dậy anh Dũng nó nghe mất. Anh Dũng nó. Đứng dậy để anh chùi nhà cho. Được rồi. Dọn cho Tết mà được gì mà được. Hút qua giống không nổi. Nè. Ngai vàng xem nào. Ôi giỏi thế nhở. Nặng thế. Ui dạ. Cho mình nước rồi ạ. Để chùi nhà cho sạch sẽ. Không có bệnh mà cũng muốn ngồi xe lăn nữa trời. Ủa chị Tâm. Cái lăn của ba nó đó con ơi. Rồi được rồi. Rồi từ trái xe lăn hết. Rồi, được rồi. Rồi, để chui chỗ đó. Đẩy tao nó ngồi đó vậy. Thưa cả nhà nhìn thấy đó, cái cảnh bác trai thì bị tai biến thì ngồi một chỗ, nằm chỗ. Bác gái thì bị bệnh lao phổi, ốm yếu.
sức khỏe ốm yếu, hai người con thì vậy đó. Rồi nãy tới tổng dọn dẹp vệ sinh sơ sơ qua cho cô này. Cô không kêu mấy người con gái cô về phù dọn mà chuẩn bị Tết chứ tới rồi. Má vô ngày kia nó dọn nhà chật bóc, người đồn nồi ơ rằm bánh bò tới mình về, nó làm vậy nữa mà đâu ai ở đây dịch hoài. Nó có chồng nó lo về nó mình nó ăn. Nó nghèo, nó đi kiếm gì bán vé số nè. Bán vé số hả? Ừ, bán số, cô nghèo một. Nghe nói trước đây cô cũng bán vé số hả? Cô cũng bán, rồi cô bệnh luôn, cô nghỉ. Lần còn đi nổi. Dạ. Yeah. Giờ đi nổi mấy năm nay cô bệnh luôn nè. Cô đủ chứng bệnh, người bị thời đó mổ ô sơ, người mổ ô tử nè. Dạ. Giờ qua phổi. Hai cho mấy con gái nó nghèo, bán số ăn không còn. Dạ. Yeah. Nhà yeah. Đấy, thưa cả nhà, có lẽ nhìn về cuộc sống của gia đình này mình thấy nó có gì đó nó quá ư là bế tắc, quá ư là tội nghiệp. Hình như cuộc sống gia đình đang để bỏ mặc cho cái số phận đến đâu thì đến, khi mà họ không có thể làm gì hơn nữa, khi mà hai người lớn tỉnh táo thì bệnh, hai người con khỏe mình thì cũng bị bệnh luôn. Hai người con còn nhỏ thì cũng bị bệnh luôn. Cho dù họ có sức khỏe nhưng mà họ lại bị bệnh tâm thần. Rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Dạ rồi, quên tới chứ gì á? Dạ rồi.